Hello cả nhà, Võ Ngọc đây. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với Hiếu Thành Phát ha. Thì ngày hôm nay đây là cũng là gần tới lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 rồi. Bên cửa hàng của Ngọc hiện tại đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi. Thì những chương trình đó là gì? Không làm mất thời gian của mọi người nữa, mình sẽ trực tiếp bước vào chương trình đó luôn nha. Đầu tiên là bên Ngọc sẽ hỗ trợ rất là nhiều phần quà tặng khuyến mãi nè, hỗ trợ giảm giá cho khách hàng ở xa nè, hỗ trợ quà tặng nè, rồi có tiền sang xe. Đặc biệt là mình có người thân mua xe giới thiệu cho Ngọc sẽ có thêm tiền cà phê nữa. Thì ngày hôm nay đây là bên Ngọc vừa nhập về một lô hàng của dòng Future và dòng Winner X. Không biết sao mà dạo gần đây dòng Winner X bán rất là chạy nha cả nhà. Và dòng Future đặc biệt là màu trắng đen. Đây, cái bản này có rất là nhiều khách hỏi luôn nha. Thì ngày hôm nay đây Ngọc sẽ quyết định review cái em này để cho cả nhà mình cùng tham khảo nha. Như là em này đây, Future màu trắng đen bánh mâm ha. Cái màu này là phiên bản của 2022 nha, là đèn led nha cả nhà, chứ không phải giống như những cái mẫu ngày xưa nữa. Em này vẫn là FE phun xăng điện tử nha. Mẫu mã rất là đẹp, thiết kế nhìn cũng rất là thon gọn luôn nha. Đặc biệt là dòng này Ngọc thấy là không chỉ riêng là những cái cô chú trung niên đâu, mà hầu như Ngọc thấy mấy bạn nam mà tầm khoảng ba mấy tuổi á, mấy bạn cũng hay hỏi tham khảo về cái em này nè. Em này hiện tại giá rất là tốt luôn nha cả nhà. Nếu mình có dự định có em này, mình chỉ cần đưa trước cho Ngọc tầm khoảng 5 triệu trở lên. Mình muốn lấy cà vạt gốc đưa trước cho Ngọc tầm khoảng 16 đến 17 triệu là được. Và hiện tại mua góp thì Ngọc chỉ còn chứng minh hoặc căn cước công dân là mua được xe rồi nha. Còn bên đây, đây là Ngọc về một số màu của Winner X nè. Đầu tiên phải nói đến đó là màu này. Ngọc hay gọi màu này là màu đường đua, nhưng mà trên giấy tờ em này sẽ là đỏ, đen, xanh ha. Ra được 3 màu nha. Đây, màu này rất là đẹp luôn nha cả nhà, nhìn rất là nổi bật luôn. Em này là có ABS nha. Tiếp theo màu này là màu bạc nè, bạc nhám cũng có ABS luôn. Hai phiên bản này tương đối là bán rất là chạy trong thời gian vừa qua. Nếu mình mua góp thì mình cũng chỉ cần đưa trước cho Ngọc tầm khoảng 5 triệu là được. Mình có khả năng đưa tầm khoảng 20-22 triệu là được lấy cà vạt gốc, lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn nha. Hiện tại thì Ngọc có hỗ trợ giao xe tại khu vực Bình Dương, đổi xe cũ lấy xe mới. Cửa hàng của Ngọc nằm ở bến cát Bình Dương, nằm trên DT741, hay còn gọi là quốc lộ 14 á. Nếu các bạn không rành đường, mình có thể chạy tới khu du lịch Đại Nam, alo Ngọc Ngọc rước. Mình nhanh tay lưu lại số Ngọc nè, 0933164446. Lên mua xe gọi trước cho Ngọc mình sẽ được giảm giá xe nè, rồi hỗ trợ chi phí xăng xe đi lại nè. Có người hơn mua xe giới thiệu Ngọc sẽ có thêm tiền cà phê. Đặc biệt là hỗ trợ quà tặng khuyến mãi rất là nhiều nha. Như là hỗ trợ tặng cho mình nón bảo hiểm nè, áo mưa, bảo hiểm xe máy, phun ba biển số. Và rất là nhiều phần quà tặng khác nữa đang chờ đợi các bạn. Nhanh tay đến với Hiếu Thành Phát sở hữu cho mình một em xe ưng ý phù hợp với túi tiền, gọi trước cho Ngọc để được hỗ trợ nha. Rồi tiếp theo ở bên này á, là Ngọc có em Winner X màu đen nhám nè, phiên bản ABS nha cả nhà. Hiện tại dòng Winner X đang rất giá rất là sâu á, thì muốn biết giá bao nhiêu mình liên hệ Ngọc, Ngọc sẽ tư vấn cụ thể đối với em Winner X này nha. Mình mua gói em này chỉ cần đưa trước cho Ngọc khoảng tầm 5 triệu trở lên là được. Ở đây Ngọc có đen nhám nè, có thêm màu bạc nhám và màu đường đua. Ba phiên bản này hiện tại bán rất là chạy tại cửa hàng của Ngọc luôn, cho nên là bạn nào có dự định mua thì nhanh tay nhanh chân đến với Hiếu Thành Phát rinh ngay một em về nha. Ở đây là Ngọc có 155 màu xanh. Cái này mình gọi xin Ngọc đi ha. Màu này rất là đẹp, Ngọc cũng mới vừa lên luôn nè. Nhìn màu sơn với là họa tiết rất là đẹp luôn. Rồi đây, đây là Ngọc có đen, đen nhám, cũng là độ sơn luôn. Rồi có thêm xanh xi măng nữa nè, đỏ candy. Ở đây Ngọc có cả hai phiên bản khóa thông minh và khóa chìa. Giá dao động tầm 45-47 triệu. Mình lấy màu zin nguyên bản thì chỉ có 43 triệu thôi nha. À đây Ngọc có tím titan nữa nè cả nhà. Đây có thêm màu tím titan và màu xanh ngọc nữa. Mấy em ẹt thì mình cũng được rút khoảng tầm 5 triệu luôn. Còn nếu mà có khả năng á, mình đưa tầm 22-25 triệu là được lấy cà vạt gốc nha. Lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn.